Đêm 31 tháng 12, hàng ngàn người dân thành phố Đà Lạt cùng du khách từ mọi miền đất nước ra đường chào đón năm mới trong thời tiết khá lạnh. Mỗi người có cách riêng của mình để ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2016 với niềm hy vọng về một năm mới 2017 an khang hạnh phúc. Cả ngày hôm qua, Đà Lạt mưa lớn nên người dân và du khách ở thành phố Đà Lạt lo lắng đêm giao thừa sẽ mất vui. Nhưng đến tối, không khí trở nên khô ráo, se se lạnh với nhiệt độ 16 độ C. Thật thích hợp để tận hưởng những khoảnh khắc đặc biệt, khép lại một năm đã qua. Những dòng người từ các huyện thành, du khách từ mọi miền đất nước đổ về các điểm vui chơi giải trí ở trung tâm thành phố Hoa Đà Lạt mỗi lúc càng đông đúc. Sáng nay thì ở Đà Lạt có một chút mưa, nhưng mà tối nay thì rất là may mắn là trời đã tạm và em cảm thấy không khí ở đây rất là tuyệt, có gì đó rất là háo hức. Mong chờ năm mới sẽ mọi chuyện sẽ rất là bình an, may mắn đến em, rất thích với lại tất cả mọi người ở đây. Tết Dương lịch 2017 trở nên đặc biệt hơn mọi năm bởi tất cả các tỉnh thành trên cả nước đều không tổ chức bắn pháo hoa, món ăn tinh thần quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên không vì thế mà không khí chào đón năm mới kém phần rộn rã. Ngược lại, người dân ở khắp các vùng miền đang tìm cho mình những thú vui chơi khác trong đêm giao thừa. Ở Đà Lạt hơn tất nhiên khác ở Sài Gòn chính là cái không khí của nó rất là mát và rất là thoải mái, nó se se lạnh, cảm thấy rất là dễ chịu cho người. Không đông đúc như là ở Sài Gòn. Mình cảm thấy háo hức chào đón một năm mới. Khi mà mình được chào đón cái thời khắc mà chuyển giao giữa năm cũ và năm mới tại một thành phố mới á, thì mình cảm thấy rất là vui và cảm thấy có một điều gì đó mới mẻ và muốn năm sau có một điều gì mới mẻ xảy đến với mình hơn. Hòa chung với không khí hân hoan đón chào năm mới trên khắp mọi miền đất nước, tối 31 tháng 12 tại quảng trường Lâm Viên đã diễn ra chương trình ca nhạc đón năm mới 2017. Chương trình đã diễn ra hết sức sôi động với các tiết mục ca múa nhạc, ca ngợi đất nước, mùa xuân, biển đảo quê hương do các nghệ sĩ, ca sĩ và các bé thuộc các nhóm năng khiếu trên địa bàn tỉnh biểu diễn, thu hút đông đảo người dân, nhất là các bạn trẻ hòa nhịp. Không khí chào đón năm mới càng trở nên rộn ràng, háo hức. Hôm nay con có cảm xúc rất là... Bây giờ con chọn sân khấu thì... Con không biết cái cảm xúc con cứ dâng lên hoài thôi. Lúc nào con chuẩn bị lên sân khấu thì cứ cảm xúc con cũng như vậy. Hôm nay con rất là vui tại vì con được chào mừng năm mới. Một năm mới lại về. Dẫu cuộc sống của người dân vẫn còn những khó khăn, nhưng không khí đón năm mới vẫn diễn ra thật nhộn nhịp. Mọi người vẫn không quên dành thời gian để tìm kiếm cho mình những niềm vui riêng, gửi những lời chúc đầu năm với hy vọng một năm mới tràn đầy thành công và hạnh phúc. Ngắm không gian xanh được gói gọn trong chiếc bình thủy tinh mà còn là món quà để dành tặng nhau nhân dịp Tết Dương lịch này. Vì giá thành hiện tại của mỗi bình cũng khá phù hợp cho mọi đối tượng, từ 100.000 đến 500.000 đồng.